Mình xin kính chào quý anh chị đang xem YouTube trên kênh Shoptool Việt Nam. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành 2 phút để theo dõi chương trình. Trong video này, mình sẽ giới thiệu với anh chị một sản phẩm mang thương hiệu Milwaukee, mã số là 2997-23. Và như anh chị nhìn thấy, nó gồm có một cây khoan, một cây bắp vít, một cây cưa kiếm. Đi kèm với nó là hai cục pin 18V 5A và một cái sạc đựng trong cái túi. Và giá của bộ này Shoptool đang bán mức giá là 9.800.000, chưa bao gồm phí vận chuyển. Nào, mời tất cả quý anh chị chúng ta sẽ cùng nhau xem chi tiết của từng sản phẩm một. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu lại về cái đế sạc. Đây là đế sạc thường đi theo bộ. Mã của nó là 48591812. Sử dụng điện nguồn vào 120V 60Hz 2.1A. Thì anh chị phải mua cái biến thế để chuyển từ điện nhà 220V xuống 100V, 110 hoặc 120V sẽ sử dụng được cái đế sạc này. Nếu không nó sẽ bị cháy. Và khi mua cái biến thế thì anh chị phải hỏi cái chỗ bán là cái ampe nguồn ra phải hơn 2.1 thì chúng ta sử dụng mới được. Còn nhỏ hơn thì nó sẽ bị hư. Nguồn ra của đế sạc này thì nó sạc được pin 12V và 18V. Áp ra là 3A. Đây. Đây là 12V. Còn bên đây là chúng ta sẽ sạc 18V. Đây chính là cái đế sạc của Milwaukee đi theo bộ này. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về sản phẩm tiếp theo trong bộ này. Sản phẩm tiếp theo trong cái bộ này chính là cái máy khoan pin. Đây cái máy khoan hết sức là quen thuộc với anh chị rồi. Nó là cái máy khoan 2804 nằm trong cái bộ 2997. Máy này sử dụng động cơ không chở than, sử dụng motor 18V, brushless motor. Máy khoan này là máy khoan 3 chức năng, gồm có chức năng bắt vít 14 cấp, 14 cấp đầu trượt. Rồi, một chức năng khoan bình thường là để anh chị có thể khoan gỗ nè, khoan tường và khoan sắt, tức là khoan không có búa. Và tiếp theo chính là chức năng khoan có búa. Ở chức năng này thì để chúng ta khoan tường hoặc là khoan bê tông mềm rất là dễ dàng. Nó có lực nhịp giúp cho cái việc ra phôi của xi măng nó tốt hơn, nó nhanh hơn. Rồi, đầu kẹp khoan bằng kim loại 13mm và làm rất là chắc chắn. Cái đầu chụm trên đây, đầu kẹp trên đây là bằng thép tôi rất là cứng. Và bên trong nó có thêm những cái ngạnh để ăn cái mũi khoan tốt hơn. Đây anh chị sẽ thấy đó.
máy chạy rất là êm. Rồi. À, trên đây nó có một cái nút gọi là cái nút chỉnh tốc độ, thì cái máy này nó có hai tốc độ chậm và tốc độ nhanh. Thì tương ứng với lại tốc độ 1 thì nó sẽ xoay 550 vòng một phút, và tốc độ 2 nó sẽ xoay là 2000 vòng một phút. Đối với cấp bắc bích, nó có 14 cấp bắc bích, thì cái trong cái bộ 2997 này, cái máy khoan mang mã số là 2804, nó có tích hợp chức năng là khi mà đủ lực nó sẽ tự ngắt motor. Nó sẽ khác với những chiếc cái máy khoan pin đời trước là nó bị trượt. Đúng lực nó ngắt motor, tức là như vậy, khi mà chúng ta đang bắt bít, đang vừa đúng lực thì nó sẽ ngắt motor mặc dù cái cò vướng bóp. Thì cái điều này nó làm cho cái việc bắt bít nó hiệu quả hơn, nhất là chúng ta cần cái lực siết vừa đúng vừa đủ, thì đúng cái lực của nó sẽ ngắt motor. Rồi, với chức năng khoan, đây là chức năng khoan. Còn chức năng khoan có búa thì cái lực nhịp liên tục của nó là 32.000 nhịp trong vòng 1 phút. Nhịp rất là nhanh, rất là khỏe. Thì việc làm khoan bô tường nó sẽ nhanh hơn. Tổng chiều dài của nó là 175,3 mm, và cân nặng của nó là 2,2 kg chưa pin. Luôn pin 5 này nữa là khoảng 2,5 kg. Máy rất là chất lượng. Thì chị nhìn thấy cái body của cái khoan này rất là nhỏ gọn. Riêng cái Milwaukee thì cái máy khoan của nó, khi mà khoan nó sẽ phát sinh nhiệt hơi nóng, nó là chuyện bình thường thôi, anh chị cứ việc sử dụng không cần quan tâm đến vấn đề này. Rồi, vậy là chúng ta đã xem xong qua cái máy khoan 2804 nằm trong cái bộ 2997 gạch 23. Mời anh chị chúng ta sẽ cùng nhau xem qua sản phẩm tiếp theo. Và sản phẩm thứ ba trong cái bộ này thì gồm có thêm một cây bắc bích 2853. Đây chính là cây bắc bích 2853. Cây này cũng khá là quen thuộc với anh chị xem chương trình rồi. Cây bắc bích gen 3 rất là nhỏ gọn. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau xem qua thông số kỹ thuật của máy. Nó sử dụng cái đầu trên đây chính là cái đầu bắc bích để gắn mũi bắc bích 1/4, đây là 6.35 mm. Khi anh chị đút mũi dích vô thì tự động nó chốt vô. Nhưng mà anh chị lưu ý là sử dụng cái mũi bắc vít đuôi lục giác ngắn, không sử dụng mũi bắc vít đuôi lục giác dài, vì sẽ gắn vô nó không có gài được bi bên trong mà nó trượt ra ngoài. Rồi, cái lực của nó là 225,97 N, tức là khoảng 226 N thôi. Tốc độ vòng xoay của nó là 3600 vòng một phút. Tốc độ nhịp khi mà chúng ta bắt bít mà nó cứng á, thì nó bắt đầu có búa nó nhịp, thì búa nó nhịp là 4300 nhịp trong một phút. Có 4 cái cấp chỉnh, trong đó có 3 1 2 3 là tốc và lực 1 2 và 3, nghĩa là từ chậm đến nhanh. Riêng cái chức năng cuối cùng này là chức năng để chúng ta bắt bít trực tiếp, tránh tình trạng bị gãy bít. Tổng chiều dài của nó là 116,6 mm, và cân nặng là 1,7 kg. Luôn pin thì khoảng 2 kg. Và đây chính là cái thông số kỹ thuật cũng như là cái máy bắt chích 2853. Rồi anh chị xem qua, đây cái đầu kẹp trên đây làm rất là tỉ mỉ và chắc chắn, khá đẹp. Sử dụng động cơ không chổi than, motor của nó sử dụng pin 18V. Đây là cái phần chỉnh. Phần chỉnh nó có nút đây, anh chị phải nhấn xuống nó sẽ chạy. Đây là cái chức năng đặc biệt tích hợp theo cái máy bắt vít này, là anh chị sẽ bắt vít trực tiếp. Khi mà những con vít nó có cái đầu trên giống như cái mũi khoan á, thì chúng ta sử dụng cái chức năng này thì làm cho cái việc bắt vít vô nó dễ dàng và nó không bị gãy. Còn đây là tốc 1 nè, tốc số 2 và tốc số 3. Máy vít chạy rất là êm. Đây là cái máy vít rất là nhỏ gọn và sự cải tiến mới của hãng Milwaukee vào cuối năm 2018. Đúng rồi, nó ra khoảng tháng 10/2018 đó. Rồi, anh chị đã xem xong cái sản phẩm thứ hai nằm trong bộ. Mời chị chúng ta sẽ cùng nhau xem qua sản phẩm thứ ba.
Và sản phẩm thứ ba trong bộ này chính là cái cây cưa kiếm Milwaukee 2720. Cây mà cao nhất, mạnh nhất của cái dòng cưa kiếm Milwaukee chính là 2722. Thì dòng 2720 này nó cũng là một cây rất là mạnh. Có điều 2720 này nó không có chỉnh tốc, mà nó chỉ là một cây cưa kiếm đơn thuần thôi. Nhưng mà lực của nó là khỏe, rất là khỏe luôn, đó là khác. Rồi bên chị chúng ta sẽ cùng nhau xem qua thông số kỹ thuật của máy. Cái hành trình để mà cắt á, là 29 mm. Cái tốc độ sọc là 3000 nhịp trong 1 phút. Tổng chiều dài của nó là 470 mm. Và cân nặng là 3,4 kg. Nếu mà luôn cục pin thì dưới khoảng 3,7 kg, 3,8 kg thôi. Rồi và đây chính là cái cưa kiếm Milwaukee 2720. Hàng này thực hiện xài gia đình thì nó cắt quá đã luôn, rất là sướng và khỏe. Thì cái máy này rất là đơn giản. Đây là cái công tắc để anh chị khóa cò. Nhà nếu mà có trẻ nhỏ hay là mình để cái máy không á, thì chúng ta nên gặt cái cò qua để nó chốt lại. Còn nếu muốn sử dụng mình gặt lại đó, thì cái cò nó sẽ chạy đây. Phần cao su, phần tay nắm nó làm bằng cao su mềm, chống trượt cũng như là êm tay. Đằng trước đây cũng là một cái cao su mềm chống trượt êm tay. Sẵn đó nó bảo vệ luôn cả cái cốt máy, cái thân máy luôn. Rồi tiếp theo là cái phần khóa lưỡi. Đây là cái phần khóa lưỡi. Thì chị sẽ kéo này là hết cỡ, nhét cái lưỡi cưa vô, rồi chúng ta nhả ra là xong. Rất là đơn giản. Thì Milwaukee nó có một cái đặc tính, đó là mình có thể tăng đơ được cái chặn lưỡi trong quá trình cắt. Việc này thì giúp ích cho chúng ta trong việc sử dụng cái lưỡi cưa nó hiệu quả hơn. Ví dụ như để sát vô vậy, thì cái lưỡi cưa dài ha, mình chỉ sử dụng được cái khúc như đây thôi. Còn phần trên chưa sử dụng được, nó rất là hao hụt. Còn nếu chúng ta mà kéo cái tay ra để cho phần trên nó hoạt động á, thì nó không đủ lực. Khi mà muốn cắt mạnh và khỏe thì vật liệu phải áp sát vô trong đây và cái lưỡi cưa. Thì đây là cái phần mà nó tăng đơ để giúp chúng ta sử dụng cái lưỡi cưa tốt hơn. Anh chị sẽ kéo này xuống. Nó bọc cao su cho nó rất là rít. Kéo này lên. Đó thì cái này nó sẽ mở rộng ra. Và cái mask của nó nằm đây. Chị để sát ở đây là hết cỡ. Chúng ta khóa lại thôi. Rất là đơn giản. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau nghe vào tiếng máy. Máy này chạy rất là khủng. Rất là êm tay. Và thật sự mình sẽ so sánh đó là cái cây 2720 này. Nó khỏe như cái cây DCS388 của DeWalt, nhiều khi nó còn khỏe hơn nữa. Và cùng kích thước, cùng chiều dài luôn. Rồi, vậy là mình đã giới thiệu xong với anh chị về cái bộ sản phẩm Milwaukee mang mã số 2997-23, gồm có 3 máy, 1 máy khoan 2804, 1 máy bắt vít 2853 và một cây cưa kiếm 2720, 2 cục pin 18V 5A đi kèm, và một cái túi vải, một cái sạc bình thường, không phải là sạc nhanh. Thì nguyên bộ này mình đang bán với mức giá là 9.800.000, chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh chị có nhu cầu xin vui lòng gọi điện thoại hoặc Zalo số 082 39 78 258, hoặc cần tư vấn hỗ trợ về kỹ thuật thì xin vui lòng gọi điện thoại số 0985 532 832, hoặc đến địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận. Với cái bộ này thì mức giá rất rẻ rồi, cho nên sẽ không có xé lẻ ra để mà bán. Anh chị nào có nhu cầu thì vui lòng mua nguyên bộ nha. Rồi, cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành phút để theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.